Là ngày xưa em hay quay những cái clip vlog ở trên mạng xã hội á, nhưng mà bây giờ em bớt rồi. Sao nhân cưng sao bớt vậy? Tại giờ là đang tâm tan nên em cũng tu cái khẩu nghiệp mình lại. Tu cái khẩu nghiệp mình lại. Tâm nay hả? Dạ. Năm đó ém khẩu nghiệp lại hả? Dạ đúng rồi. Rồi năm sau hết tâm tay là bung ra phải không cưng? Năm sau cũng còn là năm giữa nên em cũng đang định là từ từ mới là làm lại. Từ từ mới bung phải không? Dạ. Thì em nhăn nhãn đi, em bung nhăn nhãn đi. Cũng có xương xương một chút. Xương xương đi cưng, đúng rồi. Không xương xương tao quên đó nha. Dạ. Em ơi, mấy cái ý tưởng từ clip đấy là cũng tự mình nghĩ ra luôn hả Thị? Dạ đúng rồi, những cái clip mà em làm ở trên mạng xã hội đa phần là em nghĩ ra, em góp nhặt những từ người bạn của mình trên Facebook và em đăng lên. Đó vậy là mỗi lần em cứ đăng lên là bắt đầu tụi nó sẽ nhắn tin chửi em rất là nhiều. Nói là trời, tại sao mình nói ra như vậy? Tại những cái clip đó em nói đa phần em nói chuyện nó không à. Giống như những cái vấn đề là trễ. Em nói đúng không? Dạ nói đúng. Nói đúng. Em nói đúng thì... sao chửi? Có nghĩa là em nói những cái vấn đề là trễ giờ, rồi hẹn cái giờ rồi gọi chụp hình này kia, mình nhờ nó chụp cho mình chụp nó đẹp nhưng mà nó chụp mình lại không đẹp đó, nên là tụi nó quay nó chửi rất là nhiều. Rồi quay về tuổi thơ của Thị nhá, là dạ. Em đã kiểu rất là năng động và rất là lanh lợi từ hồi bé hay sao Thị? Thật ra thì lúc mà gia đình em chưa có đẻ ba đứa em sau của em thì em ở nhà em chơi có một mình. Ba thì đi làm, mẹ thì cũng đi bận công việc của mẹ, thì ở nhà em chỉ chơi có một mình. Như mẹ hay mua mấy cái đồ hàng búp bê rồi em phải tự em bày ra chơi. Mẹ mua đồ hàng cho em chứ? Đúng rồi, mẹ mua đồ hàng cho em chơi, mua bê cho em chơi. Tại vì gia đình em ngày xưa thích em làm con gái đầu. À. Lúc nào cũng giống như lâu lâu cũng cứ hay kiểu là ơ với chi mày là con gái bây giờ ta được nhờ rồi. Hay là ngày trước em có hay đi diễn cho mùa SEA Games đầu tiên tổ chức ở Việt Nam á, thì lúc đó em có trang điểm đi diễn thì mẹ mới là trang điểm mình cũng giống con gái đó, kiểu như vậy. Là đến bây giờ mẹ vẫn thích em là con gái luôn? Dạ đúng rồi. Ba em thì lại là cũng thích ở nhà có con gái nên là mới đẻ thêm ba đứa nữa, thì đứa cuối cùng mới là con gái mới ngừng, không thôi là đẻ nữa. À, nhưng mà lúc em mới sinh ra đó, dạ. Thì em vẫn là cảm giác mình là con trai hay là... Là coi như là gia đình biết em là cái tính tình như vậy nên mua búp bê cho em chơi, hay là tại vì muốn em làm con gái nên mới mua búp bê cho em chơi? Em nghĩ là chắc là thích em làm con gái nên là mua cho em chơi. Giống như là từ xưa tới lúc mà em biết được là mình có cái giới tính thứ ba là em cứ nghĩ em là con gái không à. Cứ nghĩ em là con gái không à. Là dạ. Lúc đó mấy tuổi? Lúc mà em biết được là có cái giới tính thứ ba tồn tại là khoảng năm lớp 7. Trước cái lớp 7 lúc đó em cũng nghĩ em là con gái. Là do bố mẹ em cứ nói vào em nên em nghĩ như vậy, hay là do tự em đã nghĩ như vậy? Do tự bản thân em đã nghĩ em là như vậy. Bẩm sinh rồi, LGBT là bẩm sinh. Dù bây giờ nếu mà là con trai đi, đẻ ra con trai gặt nha, mà có cho chơi búp bê kiểu nào nữa vẫn lớn lên vẫn là con trai, vẫn là con trai. Bẩm sinh rồi, nhìn như là múa tay nè. Đây này, múa dễ liền. Thế nhưng múa gian động. Rồi hồi còn bé có bao giờ em mặc đồ con gái hay là các thứ không? Nói chung là em hay vẽ đồ con gái, rồi mai đồ chứ bê, rồi hay là quấn đầm này kia, rồi hát mấy cái nhạc người Hoa. Là hồi xưa là tới thêm mấy cái nhạc người Hoa thì mình mặc đồ, mình quấn mấy cái mền rồi mình đứng mình hát. Đó, hồi xưa em nhớ thỉnh như mấy cái nón hàm hương á, đó, mua về đội xong mình nhảy ở trong nhà vậy á. Là lúc đó mấy tuổi mà muốn làm hàm hương chứ? Khoảng 5-6 tuổi là em đã như vậy rồi. Rồi nhìn con trai có thích không em? Hồi còn bé đó. Bản thân em là nhìn mấy bạn nam thì mình cũng có thích, nhưng mà thật sự thì bản thân em lại không thích trai thẳng. Lúc đó còn nhỏ mà vẫn không thích trai thẳng à? Dạ. Hay là lớn lên là mới xác định như vậy? Dạ, từ nhỏ luôn là em đã không thích trai thẳng rồi. Từ nhỏ mình chỉ thích là mình làm con gái thôi. Mình chơi đồ bê rồi chơi những cái trò chơi của con gái, chứ mình không có chú tâm tới những cái bạn nam khác. Tại vì còn nhỏ quá mà. Còn nhỏ quá làm sao mà biết được, đúng không? Nhưng mà khi bắt đầu bao nhiêu tuổi thì em mới thích con trai? Nói chung là mình có cảm giác với con trai là em nghĩ chắc là từ khoảng năm lớp 7 xác định được giới tính thật sự của mình. Rồi lúc đó là thích con trai đó. Dạ, đúng mà rồi. Lúc đó thích con trai gặt hay là thích mấy bạn thích gay? Mấy bạn gay đồng giới chứ em không thích trai thẳng. Là từ bắt đầu xác định giới tính vẫn thích gay chứ không thích trai thẳng? Dạ đúng rồi. Bản thân em cũng, tại em nghĩ là trai thẳng là một cái phạm trù khác mình rồi. Em lên lớp 6, lớp 7 là em đã lên mạng, em đã tìm hiểu rất là kỹ về những cái thông tin vậy rồi. Rồi cái cuộc sống của em từ bé đến lớn nó có bình thường, nó có yên bình không Thị? Hay là nó... Đối với em suy nghĩ là em cũng may mắn hơn một số bạn rất là nhiều, là mình có sống trong một cái gia đình cũng đầy đủ kinh tế, cũng cho mình ăn học tới đại học. Nhưng mà cái gì cũng, nó cũng, ông trời cũng không cho ai cho không một cái gì hoài.
Thì em sống trong những cái năm tháng đó thì ba mẹ em gây lộn rất là nhiều. Nói chung em sống trong một cái gia đình hơi bạo lực á. Nhưng mà gây lộn về cái gì cưng? Dạ nói chung là cũng nhiều cái. Ba em thì có này kia ở ngoài nên là mẹ em cũng nhiều khi cũng hay kiếm chuyện với ba em. Thì đỉnh điểm thì ba mẹ em vừa mới ly dị hồi năm 2018. Nói chung em cũng thật sự cũng rất là khâm phục mẹ em là chịu đựng ba em tới hai mấy năm. Nhưng mà cái chuyện đấy ảnh hưởng đến tâm lý của Thịnh nhiều? Nói chung là có, cũng rất là nhiều, cũng bị giống như có một cú sốc đối với em. Thì cuộc sống này nó yên bình, nhưng mà tiện cái vào cái khoảng thời gian đó mọi thứ như sụp đổ đó, với giờ tại sao em không có quay clip nữa. Tại vì là cứ tối tới mình phải thức để canh ba mẹ mình gây lộn. Nói chung khoảng thời gian đó em rất là áp lực và rất là đen tối. Em có bao giờ hỏi mẹ lý do vì sao mẹ lại chịu đựng một quãng thời gian quá dài như vậy không? Thật sự thì em với ở nhà gia đình em không có tâm sự nhiều, từ nhỏ tới lớn là em không có nhiều cái gần gũi với gia đình, ngay cả mẹ nhiều khi em cũng muốn hỏi đó nhưng mà em không có hỏi được. Có cái gì đó cho em cản em lại. Bản thân em cũng không biết gì sai mà đối với em, gia đình em với em có một cái vết ngăn rất là lớn. Em có cảm giác là gia đình nuôi em theo cái kiểu là vì cái sự sĩ diện thôi, chứ không có tình cảm dành cho em nhiều. Em có nghĩ là bố mẹ thì phải có tình cảm với con cái chứ? Có nghĩa là chuyện mình đi học, biết mình đi học gì đó nhưng mà không có quan tâm tới vấn đề học tập của mình nhiều. Tới tháng đóng tiền vậy thôi. Như em học thời trang thì cái tiền làm bài tập rất là nhiều, nhưng mà mỗi lần về xin thì lại không có cho. Nhiều khi em xin là liệng tiền xuống đất kia em lụm đi kiểu như vậy. Rồi em nhớ có cái lần đó em té xe thì em đập đầu xuống đường, thì em về nhà em có kêu là chở con đi về bệnh viện với. Nằm ở trên lầu thì em nghe hai người gây lộn ở dưới. Gây lộn tại em thì em phải tự chạy xe em đi về bệnh viện để em kiểm tra. Nói chung là thật sự thì thương thì cũng có, nhưng mà nó không có đủ lớn. Không thương nhiều. Dạ. Không thương nhiều bằng những chị em kia phải không? Dạ đúng rồi. Khi còn bé đó, bố mẹ em muốn em là con gái, thì khi lớn lên em lại là gay. Thì bố mẹ có bao giờ phản ứng lại cái giới tính của em không thế? Thật ra là có. Ba mẹ nào thì biết mình như vậy nhưng mà cũng không có chấp nhận. Em nhớ có cái lần mà năm đó năm lớp 7, lớp 8 thì em có mang cái quần màu đỏ để mặc đi Valentine. Thì em thay xuống để đi chơi thì ba mẹ em đánh em quá trời luôn. Đánh em phải chui vô tủ em chối, em bỏ ăn 2 ngày. Rồi trong gia đình là như vậy ha. Còn ở ngoài xã hội á, từ bé đến lớn em có bao giờ bị tác động gì ở ngoài xã hội không? Thật ra thì em được quá may mắn là em không có tình cảm với gia đình, nhưng mà ngoài xã hội em lại rất là tốt. Từ xưa tới giờ nhiều bạn lại đi học hay bị chọc ghẹo, nhưng mà những cái bạn ở xung quanh em thì rất là thương em. Ngay cả mấy bạn nam cũng rất là cưng em rất là nhiều. Và em ra xã hội thì gặp những cái người bạn rất là tốt, giúp đỡ em trong cuộc sống rất là nhiều. Giống như nhiều người người ta sẽ đặt là gia đình là trên hết, nhưng mà em là bạn bè em sẽ là trên hết. Xong rồi tới ông em, trời ông cũng rất là công bằng với em. Có nhiều người gia đình rất là thương, ra đời toàn là bị bạn bè thế này thế nọ. Còn có nhiều người ở gia đình không thương mà ra đường gặp rất là nhiều quý nhân, bạn bè ai cũng thương. Năm nay ông trời ông công bằng đó, ông cho em lại gặp bạn bè tốt đối xử với em để cân bằng lại cuộc sống của em. Vậy là ông trời đã cho chị gặp những người bạn không tốt đúng không? Chị cảm thấy là nó cân bằng, là không phải là gặp bạn bè ai cũng xấu hết, cũng có nhiều người tốt với chị. Năm nay chị nghiệm lại, chị là một người rất là may mắn. Còn chẳng hạn như là chị có một đứa em như em nè, em rất là thương chị. Chị cũng cảm nhận được điều đó. Làm nó em là một cái điều gì đó trong trái tim của chị. Em yên tâm đi. Rồi Thịnh ơi, anh có biết một thông tin về Thịnh là hồi bé đó Thịnh bị ấu dâm. Cái chuyện đó rất là nhiều người bị. Ấu dâm mà. Dạ vâng, rất nhiều người bị, nhưng mà họ không có nói, họ không có dám nói. Em có thể chia sẻ câu chuyện đó. Thật ra cái chuyện này xảy ra em cũng rất là lâu, từ năm em 6 tuổi. Mà em mỗi lần em kể chuyện này ra cho ai nghe người ta cũng cười em, chơi kiểu như là được chứ không phải là bị. Được chứ không phải là bị. Hồi xưa lúc là em còn nhỏ thì ở trong cái hẻm nhà em có cái chỗ làm bánh. Thì lúc đó em có qua bên đó chơi. Thì mấy cha nó bển hay cởi quần em ra, cái kêu em dí chạy đi giành cái quần lại. Thì em cứ cũng làm theo. Mà làm ngơ. Nhưng mà em có thích không? Chung xong tới về em cho em cũng thích. Tới về em cho em cũng thích. Em thích là em không phải là em bị, nhưng mà lão đã là được. Nhưng mà cái giới tính LGBT thì nếu mà nói được chị cũng... ơi, đúng không? Hỏi ra không? Tại vì á, chị chỉ được khi mà chị đã nhận thức đúng được cái hành vi của mình. Chị đủ cái tuổi đó. Còn mới 6 tuổi thì người lớn phải có cái nghĩa vụ là định hướng cái hành vi cho trẻ con. Nhưng mà người lớn cứ nghĩ là bây giờ
những người trong cộng đồng LGBT là sẽ thích cái vấn đề đó, làm ra mới nghĩ cái vấn đề đó mà làm. Như vậy thì những người ở trong cộng đồng của mình mới bị thiệt thòi chỗ đó. Cái đấy là chỉ có một lần đấy thôi hay là sau đó? Tới năm khoảng lớp 6, lớp 7 thì có một cái người hướng dẫn cho em nhưng mà không có quan hệ hết. Chỉ là tới phân nửa thôi. Kiểu như là trong giới hay nói là xào khô thôi đó. Kiểu như vậy. Và rồi mới lên mạng tìm hiểu là mới thật sự là có cái giới tính thứ ba. Rồi mình mới tìm hiểu được cái giới như thế nào, quen như thế nào, phân chia trong giới sao, quan hệ ra sao, tình cảm thế nào. Đó thì bắt đầu em mới tiến sâu vô cái giới này như vậy. Rồi giữa xào khô với xào ướt thì em thích xào gì hơn? Vô ngày xưa thì thích xào khô nhưng mà bị lớn lên thích. Còn em Tân? Dạ, em thích cảm xúc hơn. Cảm xúc là xào ướt là khi mà mình có cảm xúc rồi thì cái vụ khô hay ướt nó không phải vấn đề nữa. Nó là quan trọng cảm xúc, cảm giác của cả hai. Nhưng mà rồi bây giờ thì gia đình của Thịnh chấp nhận giới tính của em chưa? Dạ hiện tại đã chấp nhận rồi. Tại vì là qua cái sự việc là ba mẹ em vừa mới ly dị thì cũng đã hiểu em nhiều hơn. Để chấp nhận em cũng là một cái quá trình đấu tranh của em rất là nhiều. Hồi xưa em nhớ có cái lần đó em làm lộ đi chơi. Thì mình đi ba về, mình không có thay đồ ở ngoài mà chạy về nhà thay luôn. Thì vô tình mẹ em bước từ lầu xuống thấy em mặc đồ như vậy. Thì đó là lần đầu tiên biết là em mặc đồ con gái. Có đội tóc giả không cưng? Có đội tóc giả mặt đầm đi về nhà thay luôn. Xuất sắc vậy. Sao mẹ em đánh quá trời. Sao không lén? Lúc đó mình đi chơi và xỉn quá trời, không có dám thay đồ ngoài đường phải chạy về trời nhà. Em gan đó nha. Em chưa lần nào mà dám lộ, em dám làm lộ để em chạy về nhà, em luôn là chịu thấy em gan đó. Có một cái năm lớp 10 em cũng bỏ nhà đi bụi cũng được mấy ngày. Vì sao em? Vì sao đi bụi? Tại em thấy không muốn ở nhà nên bỏ nhà đi bụi. Tại ba em với chú em kiếm em về nhiều. Rồi kiếm về có đánh không? Không có đánh, nhưng mà có gây lộn với mẹ. Thì mới nói ra mình thích vậy đó. Mình thích làm con gái. Tại trong xóm ngày xưa có rất là nhiều người chuyển giới. Mẹ em thì sợ em giống như vậy. Thì em nói em thích vậy thôi chứ em không muốn giống như người ta. Thì rồi sau này em có nổi tiếng trên mạng thì bắt đầu mới làm lộ nhiều hơn. Thì bắt đầu mới chấp nhận từ từ. Và đỉnh điểm là lúc mới ly dị thì đã chấp nhận hoàn toàn luôn. Bây giờ em còn làm lộ không? Dạ bây giờ em hết làm. Sao anh cưng? Tại không có thời gian chứ lại không có sự kiện để làm lộ nữa. Nói chung em cũng thích làm con gái, cũng thích chuyển giới. Là em thích chuyển giới thành con gái luôn hả Thế? Dạ, nói chung em cũng có cái suy nghĩ đó. Có suy nghĩ đó. Nhiều bạn sẽ thích chuyển giới là tại vì muốn yêu, có tình yêu đấy. Thật nhưng em lại thích chuyển giới để làm gái, để mặc đồ. Thích làm con gái thôi. Dạ đúng rồi. Chứ không có nặng vào tình yêu. Dạ đúng rồi ạ. Rồi đang nhắc về tình yêu thì kể câu chuyện tình yêu của Thịnh luôn đi. Thực ra em thì số em hơi lận đận trong chuyện tình cảm. Bao nhiêu mối tình rồi cưng? Chắc cũng được hai mối tình là sâu đậm nhất đối với em. Là được bao nhiêu năm? Có 3 tuần là chia tay rồi. Là đậm nhất có 3 tuần dạ, hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, yêu bây giờ mình đi lần lần nào từ mối tình đầu tiên của Thịnh đi. Mối tình đầu tiên em như cũng được chắc 3 tuần đó. Em học lớp 10 thì anh đó 24 tuổi, cũng quen trên mấy cái diễn đàn chat á. Thì ảnh là ảnh đi bộ đội nhưng mà tuần nào anh cũng được về hết. Em thấy anh cũng thương em nhiều lắm, nhưng mà khoảng 3 tuần sau thì em với anh chia tay, là tại vì là em không có cho anh quan hệ. Tại lúc đó em không có thích cái chuyện đó. Hay là em không thích cái anh đó? Chứ em cũng thích ảnh, tại vì ảnh cũng quan tâm rất là nhiều. Như em tối em nhắn tin đó 10 giờ mấy 11 em nói em thèm chè Thái quá, anh phải chạy từ Tân Bình mua chè cho em ăn. Sao bà ngang trái vậy mà thích người ta mà bà không cho quan hệ? À không, có nghĩa là Thịnh chỉ thích tại vì người ta quan tâm tới Thịnh thôi, chứ Thịnh không có bỏ tình cảm cho người ta nhiều. Cũng có tình cảm mà người ta mua chè Thái cho ăn rồi mà. Thì là tình cảm của người ta dành cho Thịnh nhiều quá chị. Nhưng mà em có nói lý do tại sao em không cho người ta quan hệ không? Lúc em chỉ nói là em chưa sẵn sàng, chưa muốn cho người ta quan hệ thôi. Rồi người ta nói làm sao? Thì ảnh cứ đòi hoài, xong một thời gian sau ảnh không đòi nữa, thì ảnh tìm người khác. Thì em mới biết được là ảnh có người khác ở ngoài nên mới chia tay. Nhưng mà trong tình yêu, chị nói thật sự luôn, cái chuyện quan hệ rất là quan trọng. Thứ nhất, tụi em phải là con gái, con trai, để mà có cái sự tìm hiểu lâu dài. Cả luôn tình yêu, mình phải có gia chạm xác thịt thì nó mới biết hợp nhau, thì nó mới đi đến nhau lâu dài. Còn lúc hồi xưa chị còn là con trai thì sao nào? Là con trai, nếu mà quen nhau mà nếu như mà chừng một tuần, hai tuần mà cảm thấy hợp là cái chuyện đó bình thường. Chị thấy ăn vậy mà. Như làm con gái là chị khó khăn à. Con gái chị rất khó khăn về vấn đề đó. Xác định yêu thật sự mới có chuyện đó, còn không là lui cung. Bao lâu thì em có mối tình thứ hai? Là khoảng cuối năm lớp 12. Bắt đầu từ cái khoảng thời gian sau đó, tự em bị dính vô những cái chuyện tình cảm thứ ba, người thứ ba rất là nhiều.
Lần sao cưng? Người thứ ba là sao? Là em là người thứ ba. Em là người thứ ba. Em là người thứ ba à? Dạ. Em gặp ai em có là người thứ ba à? Dạ đúng rồi. Nhiều người nói là người thứ ba lúc nào cũng là cái kiểu người đi giành giật của người khác, nhưng mà em lúc nào cũng là người vô cái thế đã rồi á. Là em không hề biết em là người thứ ba. Mình không có hề biết. Quen rồi mới biết á. Đấy, có bao giờ người ta kiểu đánh ghen hay là để cho em hậu quả gì không? Em thì em không bị đánh ghen. Để em kể cái câu chuyện của cái người thứ hai em quen đó là em quen cái anh đó là bồ cũ của bạn em. Thì anh đó cũng đang quen một cái người đó. Bạn em mới hẹn đi coi phim chung với nhau. Thì tối đó về em với ảnh nhắn tin. Rồi em ra đi khách sạn. Trong ngày đầu tiên à? Đúng rồi, trong ngày đầu tiên luôn. Tại vì mình rút kinh nghiệm tới người đầu tiên đó, mình cái ngày thứ hai mình bắt đầu rợp rẽn liền. Dạ. Lần này nhanh quá. Dạ. Mình thấy cảm thấy họ, tôi cũng nhắn tin qua lại mới biết ảnh đang với cái người kia đang chuẩn bị chia tay. Thì mình mới biết đang chia tay, mình có cơ hội để mình chạy vô. Sau mấy lần sau cũng hay đi khách sạn. Là bữa đó có đi có làm gì không? Đi khách sạn có làm gì không? Có, làm hết luôn. Không. Là làm hết luôn hả? Dạ đúng rồi. Thích là ngày xưa có hối hận là mà 3 tuần không cho. Có tiếc cũng, không? Dạ không, cũng không có tiếc cái người đó. Nhưng mà cảm thấy là vấn đề đó là mình xác định mình làm gì là hơi sai trong tình yêu đúng không? Dạ đúng rồi. Anh tương quan mà thí dụ nhé, em quen em mà bao nhiêu ngày là em sao có sự ước vậy? Dạ đâu, em đâu quan trọng ngày đâu, em quan trọng đúng thời điểm. Cảm xúc đúng không? Dạ đúng rồi, đúng thời điểm thì mới làm được. Mọi mà chị nói gì là chị thích vậy nè, mình thoải mái đi cái vấn đề đi. Thì em thoải mái mà. Đâu có gì đâu. Thì sau mấy lần đi chơi thì bồ của ảnh, cái bồ người đó đang quen nhắn tin cho em. Ờ sao biết mà nhắn tin cưng? Biết chị, biết hay vậy. Tại em hay qua rước ảnh đi. Thì hai người, trắng ở, chợ, hai người ở chung nhà. Thì cái người đó thì nhắn tin cho em kêu là cứ trả anh, trả cái anh lại cho bạn nó hoài. Rồi em nói làm sao? Em gọi điện cho bạn nó là ngày xưa mình biết bạn cũng giật anh này từ người khác, thì bây giờ cứ giống như là quả báo vậy thôi. Quả báo vậy thôi. Quả báo vậy thôi. Em nói gì người ta vậy hả? Đúng rồi, lúc đó không biết sao điện mình lại nói được những cái chuyện đó. Sau cái em nói vậy là nếu như thật sự mà bạn thương ảnh thì mình không thể nào làm gánh nặng cho ảnh hoài gì vậy được. Mình nghĩ nên chấm dứt đi. À nói người ta vậy hả? Dạ. Sau rồi em nhớ có cái lần đó thì em qua chở đi chơi. Thì cái bạn đó quỳ trước chân em kêu là trả anh nó lại cho bạn đó. Bạn đó hiền đó nha, cưng. Cưng đã cướp đồ ăn người ta, cưng nói là trời ơi, quả báo này nọ, xô. Chị biết không, em cười ở chỗ là Thịnh kể câu chuyện đấy mà mặt của Thịnh rất là hồn nhiên. Đúng là hồn nhiên mà kể rất là chân tư. Tại lúc đó mình cũng tình cảm tình yêu đầu đời của mình. Và mình thấy cái chuyện đó cũng bình thường, mình cũng không có giật của ai hết. Sau cái khoảng thời gian đó thì em cũng có hỏi cái bạn mà đang quen, giờ anh tính như thế nào? Tại vì là cũng nên rõ ràng cho hai bên. Em cũng là người khổ mà cái bạn kia cũng là người khổ. Thì ảnh cứ kêu em là thôi em cứ bình thường đi. Lúc đó em mới nhận ra là mình thật sự mình cũng đã quá sai trong cái vấn đề. Em sai đó. Thật sự người kia cũng người không kia phải là sai người, cũng không phải là một cái người tốt để mình cứ đâm đầu vô, thì bắt đầu em mới buông bỏ. Thật ra ban đầu Thịnh bị lừa ở chỗ là cái bạn kia nói là sắp chia tay rồi nên Thịnh mới kiểu đâm đầu vào á. Đó là hai cái mối tình mà sâu đậm của Thịnh. Được bao nhiêu nữa mà sao nảm, cái này cũng có mấy tuần nữa à. Nói chung đó với em vậy là nhiều lắm. Còn người nữa thì em gặp khoảng 2016. Em có chat với ảnh ở trên mấy cái app dating á. Thì chat được 1 năm. Vì sao mà kéo dài cả chat 1 năm mà không gặp nhau thì? Em cũng không biết nữa, cái nửa năm sau thì ảnh không có xài nữa. Rồi ảnh xài lại thì em mới chat, vô tình chat người đó thì hẹn gặp. Thì nói hồi xưa có chat nhau rồi. Thì tối đó thì em đi nhậu xỉn, ảnh cũng nhậu xỉn thì cái hẹn nha, cũng chạy trở về nhà em. Ảnh là một cái người mà đúng cái kiểu gu của mình thích luôn, là lùn, tròn người. Trong cái giới của mình mà tình một đêm á thì nó sẽ diễn ra rất là nhanh gọn lẹ. Kiểu như là nhào vô cái là làm liền, nhưng mà ảnh lại khác. Về tới nhà ảnh nằm ở trên giường em thì tâm sự rất là nhiều thứ, cuộc sống hỏi em là thích cái gì, không thích cái gì. Được người yêu mình làm những cái gì mình thì em tâm sự ra hết, thì ảnh đáp ứng được hết cho em. Và cái mà em cảm thấy là em thích nhất đó là làm xong ảnh để tay ra cho em ngủ tới sáng. Nhưng mà có một cái cú sốc đối với em là em hỏi cái mùi dầu thơm của ảnh, cái mùi này thơm quá, mùi gì vậy? Ảnh nói cho em cái tên. Xong rồi sáng dậy vô tình em quay qua em thấy anh đeo nhẫn. Em hỏi ủa anh có bồ rồi hả? Thì ảnh nói là anh có rồi. Và cái mùi nước hoa là của bồ anh mua cho anh đó. Xong rồi cái rồi anh nói trả lời sao? Ảnh không có trả lời, ảnh im lặng. Em quay vô chỗ thấy ảnh có ôm, ảnh nói em sao vậy? Ủa em buồn anh hả? Và xong cái lần đó về thì cũng có nói chuyện rất là nhiều. Ảnh nói em thích người yêu em có lăng nhăng, nói em không có quan trọng cái chuyện đó. Mình quản người ta thì người ta cũng sẽ làm gì thôi nên không có quản. Chỉ cần nói cho em biết, anh ăn dụng thì anh chỉ cần nói cho em biết thôi. Sau mấy ngày đó ảnh có gặp một cái người khác thì ảnh cũng nói cho em nghe. Thì nói chung em cảm thấy rất là thích ảnh, thích rất là nhiều.
thì em mới có đặt câu hỏi với anh là hay là mình làm người tình của nhau đi. Thì từ cái câu nói đó là anh không nói chuyện với em nữa. Từ cái câu chuyện đó em rút ra được cái bài học cho em là trong tình cảm không nên đòi hỏi quá nhiều. Nếu như mình cảm thấy cái mối quan hệ đó của mình đang rất là vui và hạnh phúc thì mình chấp nhận. À em, nhưng mà nếu như em cảm thấy cái giá trị của mình nó xứng đáng được hơn như thế thì em có quyền đòi hỏi chứ thế. Giống như em chia sẻ, tình cảm đó em rất là ngắn ngủi nên em không có dám, kiểu như em cảm thấy nó đang rất là vui thì em muốn như vậy luôn, chứ em sợ, em sợ nó phải bị đứt gãy lắm. Em sợ nó tới lúc nó đứt là nó sẽ đứt. Năm nay như mình yêu là không thể nào chấp nhận người yêu mình ngoại tình lăng nhăng. Chứ không có thể nói là bây giờ yêu vậy anh muốn làm mình làm, anh chỉ cần anh nói với em thôi. Sao được? Mình có trái tim mình tổn thương mà mình biết đau mà cưng. Khi mà Thịnh nghe cái câu chuyện của anh đó kể là anh đó có gần gũi với người khác, Thịnh á, em có buồn không? Nói chung là em cũng không có buồn, tại vì em biết chắc là mình cũng không phải là bồ chính thức của anh cũng có người yêu rồi. Bây giờ chị mới nói chuyện với em, chị mới hiểu lý do tại sao em người yêu em quen ai cũng 3 tuần. Là cái cách em suy nghĩ em quen như vậy. Bởi vì người ta cứ đến với em, nếu người ta muốn thật lòng với em, người ta cũng không thật lòng được. Thì vậy sao mà có tình yêu lâu dài được? Thì cá nhân anh thấy kiểu em đang hơi tự bất công với em. Ừ, là em tự chọn cho em cái cách yêu như vậy, và cách yêu đó là cách yêu sai. Tại vì thật sự thì em cũng là tự ti vô cái ngoại hình của mình. Chị nói thật sự, ngoại hình đúng, cái ngoại hình đẹp ai cũng thích hết. Nhưng đến với nhau rồi, sống với nhau rồi thì cái nghĩa, cái tình và cái cách mình cư xử nó quan trọng hơn là cái sắc đẹp nha cưng. Em nên suy nghĩ một cái hướng tích cực khác, sống mình phải tốt, mình phải hết lòng với tình yêu. Thì chị nghĩ khó ai bỏ em lắm. Mỗi lần nói chuyện tình yêu là chị chi dần dần. Đúng rồi. Rồi bây giờ để Thịnh nói về dự tính tương lai của Thịnh đi. Hiện tại em đang đi làm ở trong trung tâm thương mại thì em gặp rất là nhiều những cái bạn đã từng thích em trên mạng xã hội, thì người ta cứ gặp em và tới nói ngày xưa mình rất là thích bạn, tại sao bây giờ không quay clip nữa. Anh cũng thế, ban nãy anh định hỏi em là sao anh không thấy mấy clip của em nữa, tại vì anh rất thích xem. Em làm đi, tại vì cái đó là dù sao gì nữa nó cũng là một cái giải trí của em. Em làm thì em được mọi người yêu mến thì em cứ làm. Có phải là em đang trong quá trình mà kiểu để sửa soạn lại cái năng lượng tích cực của mình trước khi để quay mấy clip đấy không? Dạ đúng rồi, em cũng đang trong cái thời gian để ổn định lại. Tại vì 2 năm qua đấy em là quá, gọi là quá là vực thẳm rồi, em đang từ từ bước lên lại. Thì bây giờ em cũng đã ổn định được khoảng 50% rồi. Thì khi mà mình quay lại mình muốn làm cái gì đó cho người ta cảm thấy là xứng đáng cái thời gian người ta đợi mình. Chào đón hả? Dạ đúng rồi. Thì dự tính trong tương lai của em là như thế nào? Em định sẽ quay làm YouTube. Để chuyên về những cái ăn uống, nhưng mà sẽ không có làm kiểu là ngồi ăn nhiều. Còn cái gì thì chắc là đi một cái gì ý tưởng nó lạ anh chút. Dạ đúng rồi. Ok. Vậy là anh cũng đang đợi kênh YouTube của Thịnh nha. Dạ. Tại vì cũng sẽ hơi lâu, tại vì mọi thứ em phải tự làm một mình. Em thì bị cái là hơi nhát sân khấu, với lại nhát những cái nơi rất là đông. Nên là thí dụ có ekip em sẽ không quay được nên em phải tự quay một mình. Nhưng mà nhiều khi ra quán cầm điện thoại em cũng rất là sợ. Nên em cũng phải tập từ từ. Sợ? Em không biết nữa, cứ ra những cái nơi đông là em bị ngại, bị khớp à. Hồi lúc mà em mới nổi, nhiều người mời đi đóng phim, thêm game show, em không có dám đi. Chị cũng thay mặt chương trình, chị chúc em càng ngày em sẽ mạnh dạn hơn và em đừng tự ti nữa. Cái tính mình nó sẽ là ưu điểm hơn là cái sắc đẹp chỉ là bề ngoài thôi. Em hãy tự tin, nếu như em tốt thì chị nghĩ em sẽ thành công về mọi mặt. Em đừng tự ti nữa nha.